Bông 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 bàng bàng. Ôi giời ơi thôi, có mỗi cái câu mà ngày nào cũng thấy ha, đau hết cả đầu ra. Thế hôm nay định cho tôi ăn cái gì đây? Thì đây, rau thập cẩm. Úi giời, rau thập cẩm á? Đúng rồi. Úi giời ơi, tôi có phải hệ ăn chay đâu mà suốt ngày cho ăn rau thế. Này, cứ tưởng nuôi người ta mà cho ăn gì cũng được à? Quả này không nuôi được á, cho hàng xóm nó nuôi đấy. Ôi, lại dỗi à. Để chị vào đổi món khác cho ăn nhá. Đợi chị. Nhanh lên, mang nhiều đồ ngon vào nha. Nghe nói thịt cá nhiều chất đạm lắm. Ôi dồi ôi, chưa thấy con cá nào ngu như con cá này. À, đâu rồi, tiên sư thần nào lại trêu mình nhở? Cắn cô rồi. Mày ra đi. Người không thoát được ta đâu, Bibi mà. Tôi bị con tợ. Ngươi cũng không thoát được ta đâu, con cá hả? Ôi dồi, thả nặng ra, thả ta ra. Chúng tiên đấy, tiên đội tao khác thả ta ra. Anh ơi, cái cây này cao thế nhỏ. Ừ, cao thật đấy. Mà mày ăn cái gì đấy? Cho anh xin miếng. Cho anh xin một miếng thôi. Đây ra. Đưa đây xin miếng. Còn búp bê nó mang cái gì mà nặng thế nhở? Mà mang từ vườn nhà Yumi ra. Anh ơi, hình như chị Yumi giúp quỷ đen trong đấy đi. Quỷ đen á? Anh em mình vào viết thế nhở? Thất nghiệp thôi. Hà má, khả năng cao không báo ở trong này đấy. Đi thôi. Vâng ạ. Hà má, coi cho anh nha. Dạ vâng ạ. Thấy rồi em ơi. Anh thấy rồi này. Ôi trời ơi. Thôi anh đi ra để mò cho. Vào đi. Mày. Anh ơi, hình như em lấy được dây vàng anh à. Đâu, lấy lên đi em. Sợ quá. Đồ ăn ngon thế này chắc là cá thích ăn lắm đây. Flippy, Hà Mã. Flippy, Hà Mã, hai người đang làm gì đấy? Dưới đây này. Chị ơi, trong giếng của chị có con rắn to lắm. Đâu, rắn nào cơ? Chị để trong này cho con cá nó chơi mà. Dạ. Ừ, làm anh Flippy đáy đầy ra quần rồi. Ừ, đáy lúc nào. Chẳng qua anh hết cái vui thôi. Mà Yumi, cậu làm cái gì đấy? Mà cậu cầm cái gì? Tớ ra đây cho cá của tớ ăn mà. Ôi giời ơi, người thì trả cho ăn, cá phải mua. Bông bông bàng bàng lên ăn bí đỏ nhà ta. Bông bông bàng bàng lên ăn cơm vàng bí đỏ nhà ta. Sao không thấy cá đâu nhở? Ui, chắc nó đi ngủ đi. Này Flippy, hả mà hai người bắt cá của tớ đúng không? Ấy, cá muốn gì tớ biết gì đâu ai bắt. Này nhá, có mỗi hai người loanh quanh ở cái giếng này thôi, định chối à? Không phải. Này chị Yumi, ném thêm búp bê á? Bắt cái tải gì mà nặng lắm, to lắm. Đúng rồi, khả năng nó là người bắt con cá đi. Vậy chắc chắn là búp bê làm rồi. Thế mau đi tìm cá của tớ thôi, không có bê nó ăn thịt mất giờ. Đi đi mau. Thả tao ra, có ai không? Thả tao ra đi. Ôi trời ơi, hôm nay Tôm lại mời rồng đến ăn lẩu cơ à. Chả là mới bắt được con cá nên mời bà sang đây ăn cho vui mà. Ôi trời ơi, đừng ăn ta mà. Xin các người hãy thả tao về với Yumi đi. Ôi trời ơi, con cá này á hơi mỡ, mà ta thì đang giảm cân. Ăn mỡ tí nó mới đỡ mắc răng. Thế thì mình vào tiệc thôi. Mày mà giấy nữa, tao cho mày vào hết đấy. Này búp bê, con cá nè á, ăn mà không có rau thì ngấy lắm. Thôi được rồi, bà ở đây để tôi đi kiếm rau. Nhanh lên nhá. Bạn xơi trước. Wow, ôi giời ơi chị ơi, trước gì anh thế này á, gan nhiễm mỡ chết. Khúc nào bây giờ? Cháu về rồi đây. Bà về rồi à? Mình chén thôi. Ok luôn. Này các cậu ơi. Shhh. Bà tiếp thôi, không có phát hiện đấy. Thế bây giờ bà thích ăn khúc nào trước? Im mồm. Đây nha, con cá của cậu ở kia kìa. Đừng có mà đổ ăn cho bọn tớ. Ui ôi, nhìn kiểu kia là sắp vào nồi lẩu rồi. Bây giờ để tôi chia khúc nhá. Nhưng mà tao thích ăn cái bụng. Ok luôn. Ôi dồi ôi chị ơi, sao bị làm thịt rồi kia? Để chị. Vâng. Này dồi ôi cô mà. Trời ơi, cái gì đấy? Đứa nào dám phá hỏng bữa ăn của tao? Bà ngồi im đây để tôi đi xử nó.
Ôi ơi. Trời ơi. Vậy là chỉ có một tên thôi. Chị đi ra để em xem tình hình thế nào. Còn tên kia em sửa một mắt. Ôi, lại còn cả sống nữa. Này Hà Mã ơi, thế lên được chưa? Chị ơi, không lên được đâu. Nó có súng đấy. Nó bắn bòm bòm đấy. Cách gì nhở? Cái gì đấy? Sao lại nhìn tớ? Tưởng ăn thịt con này mà dễ à? Mở đấy mà. Cái con cá thối tha này, mày dám thách thức bà à? Ôi dồi, chị ơi, em nhờ chị ơi. Chú Mina cứu có ai không? Để tao xéo một miếng thịt của mày trước, đằng nào tao cũng đang đói. Ôi dồi, chị ơi. Ê, đẹp đấy, thôi vào đi. Mà, vào nhanh đi, đi đi. Sẽ không đau đâu. Nè bà kia. Ủa búp bê, mới đi có một tiếng mà nhìn lạ vậy? Lạ gì mà lạ, bảo đợi người ta về ăn, lại đi ăn trước. Thì ta đói quá nên ta định ăn một xíu mà đã được miếng nào đâu. Mà thôi, bà đi về đi, để tôi còn tiếp khách. Khách quý. Khách đây. Vào đây. Còn cá bò thế. Đã ăn uống được gì đâu mà lại đuổi về. Thôi, xin mời bà về. Về đi, nhanh lên. Hôm sau gặp nhá. Về. Bảo ăn với bọn mình thôi, lại còn đi mời bà già. Ôi. Đi rồi. Ôi dồi, miếng nào ngon nhất nhỉ? Sao tự khổ quá mà. Thấy người này đòi thịt lại đến người kia đòi ăn. Sao lại sinh ra cái con cá không biết nữa. Này cá, nhìn rõ xem là ai. Sao giọng quen thế nhở? Yumi à, cứu em với, cởi trói cho em đi. Nhanh lên, trời ơi. Này, sao bây giờ mới đến cứu vậy? Con búp bê với cả bà già kia gạt từ nãy giờ. Thôi về nhanh, không nó quay lại thì chết. Về luôn, sợ lắm rồi. Bốn đứa chúng mày định qua mặt tao à? Còn non và xanh lắm. Tao năm nay hơn 70 tuổi rồi. Mấy trường hợp giả mạo này ta gặp suốt. Đã bảo đi một mình đi, lại rủ bọn tớ đi cùng làm gì? Để cho nó bắt cả lũ đi đây. Nào nào vào đây, ngon vào đây. Sợ quá. Súng không có đạn. Để xem chúng mày chạy đi đâu. Hoki, cứu bọn tớ. Hoki ơi. Này, ở đâu ra thế? Chui dưới đất lên à? Chả biết nữa. Nhưng mà Hoki ơi, búp bê bắt cá của tớ rồi. Tí nữa có gì thì cậu trợ giúp tớ nha. Tớ là người có gia đình rồi, tớ không muốn dính vào những chuyện thị phi đâu. Vậy thôi. Đùa có tí, cái đồ hay dỗi. Hoki, thả bọn nó đi. Thả ta ra. Còn bà già nữa, xử nó. Hoki, chúng ta đi về thôi. Tha cho ta đi. Mọi người chờ ta với. Chạy nữa. Ôi, chị Yumi ơi, nặng quá. Về cho con cá của chị, ăn ít cá thôi nha. Khó thở quá. Dễ thôi, đau